Hôm nay em xấu. Em mặc đồ không đẹp. Hello mọi người. Hôm nay là thứ ba. Dạo này mọi người thấy Nhật mình livestream nhiều là tại vì công ty đã có nhập thêm một cái line makeup mới, nó gọi là McQueen Korea. Sau khi Nhật mình làm thử trên mặt của khách thì Nhật mình thấy là cái sản phẩm này nó quá tốt và cái giá cũng rất là rẻ. Hôm nay có chị Mai. Chị Mai là một người bạn, một người chị của Nhật Bình ở Houston về chơi. Chị đi làm từ thiện đúng không chị? Đúng rồi. Sẵn từ chơi, năm nào thì cũng về. Một năm chị em thân nhau lắm, gặp nhau có một lần thôi. Cho nên là sẵn đây bắt cóc chị, mình Nhật Bình hỏi là ủa chị có livestream với Nhật Bình được không? Tại vì Nhật Bình muốn là ví dụ như là mình làm makeup cho nghệ sĩ hay là ca sĩ thì nó quá dễ phải không chị? Còn makeup cho người thường, makeup cho những cái người mà bình thường, những cái người mà nội trợ, những người đi làm, những cái người mà không thích nặng nề, không thích có nghĩa là chị tùy theo người, có người thích makeup đậm, có người thích makeup nhẹ nhẹ tự nhiên thì chị có thể cho em biết là ví dụ như là giống như chị nói với em là chị muốn như thế nào thì có thể nói cho mọi người biết để em có thể hướng dẫn chung cho mọi người luôn được không? Chị Mai lúc nào ra đường cũng thích tự nhiên, nhẹ nhàng, makeup một cách tự nhiên giống như là không makeup vậy đó. Nhưng mà chắc chắn có bàn tay Nhật Bình thì sẽ đẹp hơn, rồi đẹp hơn là không có cấp, nhưng mà chị muốn nhẹ nhàng. Dạ thì em thấy là không phải riêng mình chị, tất cả những cái người thường thì đều muốn là make up là thật là nhẹ nhàng ra đường, nhưng mà thật ra là make up tự nhiên nó rất là khó hơn là make up có make up đúng không chị? Có nghĩa là mình để make up lô để mình thấy nhiều để mà mình che cái khuyết điểm mình thì nó rất là dễ, nhưng mà mình làm make up tự nhiên mà che được khuyết điểm mình thì nó rất là khó. Đó, cái đó là khó, nhưng mà không sao. Với cái kinh nghiệm của em thì em biết sao em sẽ chỉ như vậy. Thì mình làm sao mà nó ít nhất có thể, nhưng mà mình có thể che được những cái khuyết điểm trên mặt mình. Cái gì đẹp mình làm cho nó đẹp hơn, cái gì xấu thì mình che đi, vậy thôi, đúng không? Thì trước khi tới em thì chị đã làm cái gì rồi? Không làm gì hết. Không làm gì hết. Tắm rửa sạch sẽ. Cái lo lắng nhất của chị trên bây giờ là gì? Ví dụ như là da chị là chị cảm thấy như thế nào, hay là chị muốn tốt hơn, hay là chị thấy là make up thì hồi đó giờ chị xài những cái hãng khác thì chị thấy là bây giờ chị muốn là một cái loại mỹ phẩm nào đó mà hợp với lại cái nguyện vọng của chị là cái gì? Nguyện vọng của chị á là muốn sau khi mình make up thì sẽ thấy cái da mặt của mình nó tươi mát hơn, nó trẻ trung hơn, nó không có bị cằn cỗi. Và nhất là khí hậu của Việt Nam là những cái ngày như vậy mình đi ra đường mình không có bị ăn nắng. Đúng rồi, nóng quá đúng không chị? Đúng rồi. Thì hôm trước em không biết là chị đang nghe về cái máy dưỡng da Vivify của em chưa? Chị có hỏi em về cái máy mà chị nói là hot and cold đó phải không? Cái máy hot and cold của tại hồi chị nói với Nhật Bình là chị có người con trai làm ở New York làm cho hãng Shiseido, thì có gửi cho chị mấy cái kem dưỡng mắt và cái máy mà có thể là lăn mắt để làm cho cái mắt mình nó bớt nhăn và nó không có bị quầng mắt. Thì chị nói là con chị có mấy cái cục ngọc gì đó thì bỏ trong tủ lạnh phải không chị? Thì cái chức năng của cái cục ngọc đó là mình bỏ tủ lạnh thì nó giữ cái nhiệt lạnh lâu hơn, thì xong mình đem ra mình lăn da mình thì nó làm cái da mình nó săn chắc hơn. Là cũng là một cái máy này, nó gọi là hot and cold chị. Ví dụ như là mình bật cái nút đầu tiên, mình sẽ thoa kem dưỡng lên trước, kem dưỡng da, xong rồi mình làm, mình để cái nút hot để cho cái da mình nó nở cái lỗ chân lông ra, làm nở lỗ chân lông, rồi sau đó mình sẽ ví dụ như em ở đây là để cho chị thử ha. Thấy không? Có nghĩa là cái hot có nghĩa là mình để cái dưỡng da lên, xong mình lăn cái này nhẹ cho cái lỗ chân lông mình nó nở ra, rồi sau đó mình sẽ đắp mặt nạ lên, rồi sau khi mình đắp mặt nạ lên mình sẽ đưa qua cái chế độ lạnh. Cái chế độ lạnh thì cái chế độ lạnh này nó làm cho cái lỗ chân lông mình bắt đầu nó khít lại, thay vì chỉ lấy cái cục mà cục đá cục ngọc đó chỉ bỏ trong tủ lạnh thì cái máy này là nó sẽ làm biến thành từ nóng qua lạnh, từ từ nó sẽ lạnh cho chị xem là nó sẽ lạnh, thấy không? Lạnh thì cái lạnh này nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông mình nó khít lại, lúc mình đắp mặt nạ mình lăn cái này cho cái lỗ chân lông nó khít lại thì nó giữ cái dưỡng chất ở trong da của mình. Lăn trên cái mặt nạ luôn. Lăn trên cái mặt nạ luôn cũng được, hoặc là mình thoa dưỡng da xong rồi mình để một hồi, xong bắt đầu mình mới lăn từ nóng mình lăn qua lạnh, thì cái lạnh nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông mình nó săn lại và cái cơ mình nó chắc hơn. Đó là cái dụng cụ của cái máy hot and cold. Thì cái máy hot and cold này của mình là giá hình như là 4 triệu
có thì thôi 4,5 triệu đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà bạn nào mua thì từ đây đến cuối tháng đang có chương trình là 10% off dành cho tất cả các máy Panasonic. Thì 4,5 triệu mình còn là 4,05 triệu và được tặng là 10 cái mặt nạ. Đó, được tặng thêm 10 cái mặt nạ cho anh, 10 cái mặt nạ đi. À, ok. À, mọi người đang xem thì nhớ bấm cái nút share giùm Nhật Bình, tại vì mình Nhật Bình muốn đưa cái kinh nghiệm của Nhật Bình tới cho nhiều người xem hơn nữa. Dù như mình xem thì mình muốn chia sẻ cho bạn bè mình xem thêm, thì các bạn nhớ là share thêm giùm cho Nhật Bình ha. Thì cái máy mà em nói của chị là cái máy Panasonic Vivify đây. Cái máy này nó có nhiều chức năng, ví dụ như là cái chính của nó là gì, nó đưa cái dòng điện ion vô trong cái da của mình để nó đẩy sâu cái dưỡng chất vào trong da. Ví dụ như chị xài những cái hãng lớn như là Shiseido, La Mer hay là La Prairie, những cái hãng, những một cái hộp nó có thể nói giống như hồi nãy cái kem dưỡng mắt của chị nói là chị mua tới khoảng bao nhiêu, một cái hộp nhỏ xíu 260 đô. Clairable. Đó, thì nếu mà mình không có cái máy này thì mình xích thì nó chỉ nằm ở cái lớp ngoài hoặc nó chỉ thẩm thấu vào trong da mình là khoảng chừng 2-3 lớp thôi. Da mình nó có tới 6-7 lớp ở trong lận, cho nên là nếu muốn vô sâu thì mình phải xài cái máy này, là nó để cung cấp cái dòng điện. Cái dòng điện này nó sẽ làm thẩm thấu, nó đưa trong cái dưỡng chất nó vô sâu trong da, đưa sâu trong cái lớp da của mình, thì nó làm cái hiệu quả của cái sản phẩm nó cao hơn, thì mình xài mình sẽ không thấy tiếc, đúng không chị? Thì nó có nhiều chức năng, ví dụ như chị mở lên thì đầu tiên, cái nút đầu tiên là nút đây mình sẽ chỉ lửa, ví dụ như nó gọi là Cleansing Mode. Cleansing Mode là gì? Mình sẽ xịt cái nước hoa hồng lên da mình, xong bắt đầu mình mới đẩy. Thì cái này là cái dưỡng chất này, nó bắt đầu nó sẽ làm cho cái lớp toner nó thấm vô trong da của mình. Và đồng thời là ở đây nó có cái lớp, cái đầu này nó làm bằng cục hít, dễ không? Thì cái cục hít này đó là nó làm, nó hút hết những cái chất kim loại trong cái lỗ chân lông mình, nó hút ra. Đó. Rồi sau khi mình xài, thường thường cái máy này là 3 phút nó sẽ tắt, và đồng thời nó có ánh sáng ở đây nữa. Thì cái ánh sáng này nó làm cái tia, nó làm sạch cái lỗ chân lông và nó làm săn chắc cái da mình luôn, làm sáng da. Ví dụ mình làm cái phần cleanser xong, ví dụ mình qua tới, ví dụ mình muốn xài qua cái phần mắt thì mình bấm Eye Mode. Thì đó, thì chị thấy là mỗi một cái chức năng nó sẽ có một cái độ ánh sáng nó khác nhau ha. Rồi cái độ rung nó cũng khác nhau, cái độ rung nó khác ha. Rồi cái chức năng ví dụ như mắt thì mình chỉ cần kéo từ trong ra ngoài, mình cứ kéo, mình để cái kem dưỡng mắt vô mình khoa. Rồi mình làm xong xuôi hết thì mình qua phần này Facial Mode, là mình bỏ dưỡng chất. Chị thấy cái độ rung nó khác đúng không? Hồi nãy cái rung nó khác, rung ở quần mắt mình nó sẽ rung nhẹ hơn, và cái này là bỏ ra cái dưỡng chất nó sẽ rung mạnh hơn, để làm cho da mình chắc hơn. Đó. Hoặc là mình qua cái phần Lifting Mode. Đó, thì cái rung nó khác này. Thấy không? Cái độ rung nó khác. Thì mình tùy theo cái kem mình xài như thế nào thì mình sẽ xài đúng cái chức năng của cái từng cái loại, cái function mà mình muốn. Hoặc là cái cuối cùng là Vitamin C Mode, có nghĩa là một tuần mình có thể làm 2-3 lần. Mình đưa cái dưỡng chất vitamin C vô sâu trong da mình để làm gì, để sao da mình nó sáng hơn, nhất là những cái người mà lớn tuổi mà sợ bị nám á, hoặc là đang bị nám, thì mình đưa cái dưỡng chất vitamin C vô thì nó sẽ làm cho cái da mình nó bớt nám, nó sáng da hơn. Thì đó là chức năng của cái máy Vivify, là đang rất là nhiều người xài và có hiệu quả và bán rất là chạy. Bây giờ giá bán của cái máy này bằng cái giá bán ở Hàn Quốc là 5,5 triệu, nhưng mà hãng nó đang cho discount 10% từ đây cho tới cuối tháng 3 thôi, là còn khoảng một tuần nữa. Thì các bạn nhanh tay ha, thì là giá là 4,950,000 mà được tặng thêm 10 cái mặt nạ. Được tặng thêm 10 cái mặt nạ Go. Cái này là mặt nạ Go 24K thật, có nghĩa là nó cà cái vàng nó bỏ trong đây là chị. Thì nó cái vàng này nó làm cho sát trùng này, nó làm săn chắc cơ và nó làm sáng da. Đây là cái mặt nạ của Apple Skin rất là tốt. Nếu mà bạn mua máy của Vanap thì được tặng 10 cái mặt nạ và được giảm 10%. Ok. Rồi bây giờ nói tiếp cái phần chính của chị, là hồi nãy chị muốn hỏi về máy đúng không? Tại vì chị nói là thực ra cái máy này là mình có thể xài với tất cả các cái dòng dưỡng da nào của mình đang xài bây giờ. Dưỡng da nào mà mình đang hợp thì mình xài, còn nếu mà không hợp thì có thể tới đây thì mình sẽ tư vấn thêm. Ví dụ ở đây mình bán là có dòng Derma E, là cái dòng dưỡng da thiên nhiên 100% ở bên Mỹ, sản xuất bên Mỹ và nhập bên Mỹ về. Thì nó có nhiều dòng, ví dụ như là chị muốn sáng da thì có dòng sáng da, chị muốn nâng cơ, muốn chống lão hóa, muốn chống nhăn, hay là muốn cung cấp nước, rất là nhiều cái chức năng khác nhau. Thì tùy theo cái da mình muốn cái gì thì phải có một cái dòng riêng cho nó. Thì các bạn có thể ghé lại tất cả các cái shop ở hệ thống là Kiyun Beauty Store ở
ở Việt Nam hoặc là Kỳ Duyên House ở bên Mỹ, các bạn có thể gọi số phone là 0909 278000 để được tư vấn kỹ hơn, hoặc là các bạn có thể inbox vô trong cái Facebook này của Nhật Bình. Nhật Bình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Rồi, để trả lời cái câu hỏi của chị Mai là chị muốn làm makeup làm sao cho thật là nhẹ, đi tiệc, đi ra ngoài đường nhìn không thấy makeup nhưng mà vẫn có makeup, có makeup mà không thấy makeup, đúng không chị? Đúng. Okay. Có makeup nhưng mà không thấy nhẹ makeup nhàng, nó nhẹ nhàng. Okay. Thì hôm trước là Nhật Bình đang quảng cáo cái dòng makeup của Mac Queen. Đây là cái dòng Mac Queen, em sẽ nói sơ sơ cho chị nghe ha. Cái dòng Mac Queen này là sản xuất và nhập khẩu 100% ở Hàn Quốc đem về. Giá bán là phải nói là rất là vừa túi tiền, tại vì một cái sản phẩm như vậy, ví dụ như một cái cushion như vậy tụi em bán có 330.000 thôi, 380.000 là tính ra khoảng chừng 13-14 đô thì bên Mỹ thôi. Và chị biết là ở Hàn Quốc là bây giờ cái công nghệ mà làm mỹ phẩm của nó rất là tốt, ngay cả những cái hãng lớn là nó sản xuất tại Hàn Quốc luôn, made in Korea luôn, nhưng mà cái nguyên liệu, những cái công thức là phải theo từng hãng. Nhưng mà đây là một trong những cái hãng mà rất là tốt mà Nhật Bình đã làm việc với họ rất là lâu mới lấy được về Việt Nam, là hàng Mac Queen Korea nha. Đây là cái cushion đối với da của chị. Là chị Mai muốn là ví dụ như những cái người mà số 23 đối với những cái người mà muốn ví dụ như mà mình muốn trên mặt mình nó có một số cái khuyết điểm, ví dụ như là da không đều màu, mình có hơi có tàn nhang, hơi có những cái dark spot trên da mình muốn che, thì mình có thể xài cái hàng Mac Queen Cushion mà hôm trước mà Nhật Bình đã giới thiệu của Mac Queen Korea ha, là 690.000. Cái này nó rẻ hơn là lý do tại sao, cái này thì trong đây nó không có nhiều cái dưỡng chất bằng cái này, và cái độ che phủ của cái này nó nhiều hơn gấp 3 lần so với cái này. Nói nó che phủ nhiều hơn nhưng mà Nhật Bình sẽ đánh lên mặt chị Mai cho chị Mai thấy là nó không có bị quá dày. Có nghĩa là mình vẫn thấy cái độ che phủ cao nhưng mà nó không dày, nhưng mà nó có dưỡng chất và nó có cái độ bám rất là nhiều hơn. Cái này là 690.000, mình đang có chương trình giảm 10% là còn 620.000. Phải không? Ok. Ủa mà Nhật Bình không có rửa nước hoa hồng trước. Ok. Hồi nãy là chị rửa mặt sạch sẽ rồi đúng không? Thì trước khi makeup thường thường là mình có một cái lớp base. Đó. Thì thường thường là nếu như mà mình xài những cái hãng, những cái sản phẩm khác, ví dụ như là nếu mà da chị mà quá khô thì mình có thể xài cái dưỡng chất trước để cho cái da mình nó không có bị khô, nó không bị chóc da. Còn nếu mà da của chị đã khô, em nghĩ là da của chị là một loại da khô, không phải là da dầu, thì mình có thể xài xài cái kem chống nắng. Nếu mà mình đi ra ngoài trực tiếp nhiều thì mình có thể xài một lớp kem chống nắng mỏng ở dưới trước, rồi sau đó mình sẽ đánh những cái lớp nền, lớp phấn ở trên. Nhưng với cái cushion này là cái sản phẩm nó có nhiều chức năng trong một sản phẩm. Nó vừa nhanh vừa gọn, ví dụ như là nó có chống nắng, nó có dưỡng ẩm, nó có chất màu để nó làm cho cái da mình làm một cái lớp nền. Thì em sẽ đánh thử, tại vì da chỉ là da khô, mình không có cần phải đánh nhiều quá, tại vì đánh nhiều quá nó sẽ rất là nhầy, nó làm cho cái da mình nó bóng nhiều. Cái cushion này nó có dưỡng chất trong đây, nó có lớp dưỡng trong đây nhiều, cho nên mình không cần. Thì em sẽ đánh thử cho chị ha. Nghĩa là sau khi chị đánh mặt sạch sẽ, nếu mà mình cần thì mình có thể xài cái sunblock. Nếu mà ở Việt Nam, đang ở Việt Nam thì mình nên xài thêm, tại cái cushion này nó có sunblock ở trong đây rồi, nếu có thể mình có thể xài thêm là cái cushion, cái chống nắng của Mac Queen. Nó có hai dạng, một dạng là matte finish là không bóng chị, cái này là mình xức lên kem chống nắng nhưng mà nó không có bị bóng, là dành cho những người mà da dầu mình nên xài cái này. Còn những người da thường, da khô thì mình xài cái loại bình thường. Thì cái này là nó có SPF 50 và PA 2+3+. Thì cái này giá cũng có rất là rẻ, là có 330.000 thôi. Và hiện giờ đang giảm 10% là còn 297.000. Ok. Thì em sẽ định đánh, mình sẽ thoa một lớp mỏng cái chống nắng trước. Tại vì chị Mai là chị đang ở Việt Nam. Thì các bạn biết ở Việt Nam thì thứ nhất là cái thời tiết nó rất là nóng và nắng trực tiếp rất là nhiều, nên mình nên thoa một cái lớp kem dưỡng da, kem chống nắng rất là mỏng. Để em cho chị coi cái kem chống nắng bây giờ nó không có phải là giống như hồi xưa mà nó dày hoặc là nó bị trắng quá, cái này nó không có trắng. Ai hỏi gì anh Bình không, người đi được. Dạ, chưa. À, có bạn Nhật Linh Phan hỏi là máy hot and cold có tác dụng đẩy
sâu dưỡng chất của da không anh Huỳnh? Nó là vừa nó có độ rung, nó trong đó trong cái máy đó là nó vừa làm lạnh làm nóng và nó làm là có độ rung, nó làm cho cái dưỡng chất của nó đi sâu trong da mình hơn. Cái máy đó là 4.5 triệu phải không? Mình giảm khoảng 4 triệu đến 50 ngàn ha. Mình đánh một cái lớp mỏng thiệt mỏng. Chị xong chị gờ thử cái da của mình thử coi nó có bị rít, có bị gì không? Ha, nó rất là khô phải không? Nó mượt, nó không có bị mà thường thường hồi xưa đó là cái kem chống nắng nó hay bị trắng, em không thích. Nhưng mà bây giờ là nó không có màu luôn rồi. Nó rất là sheer, nó trong mà nó không có màu, mình đánh lên là mình sẽ không có cảm thấy là nó bị trắng mà nó bị rít như hồi xưa nữa. Kem chống nắng bây giờ rất là tốt. Rồi, sau khi mình đánh một cái lớp kem dưỡng hoặc là kem chống nắng nhẹ, sau đó mình sẽ đánh cái cushion này lên. Thì cái cushion này nó có hai màu, màu 21 là dành cho những người da trắng và màu 23 dành cho những người da vừa, tông vừa. Ví dụ như chị Mai là em sẽ nghĩ là chị xài cái tông vừa là được nè. Để em cho chị coi là mình chỉ cần lấy một cái lớp thật là mỏng vậy Mai. Đó. Lấy một lớp mỏng xong mình tán nó ra thôi. Cái cushion này thứ nhất là nó làm có rất là nhiều chất dưỡng ở trong đây ha. Nó làm đều màu da nè, nó làm mà che độ che phủ rất là cao, làm một cái lớp nền rất là mỏng. Tụi em cho chị cái kiến nhỏ đi để chị nhìn cho dễ thôi. Hai cái máy này nè, Nhật Bình là Made in đâu? Cái đó, hai cái máy đó là của Hàn Quốc luôn chị. Chứ không phải Made in China hả? Dạ không. Đồ của em không có cái gì Made in China. Em chắc chắn không, thật đó, ra mình cái nói cái này là mình phải nói ra để dạ, cho mấy bạn biết luôn. Không, có nghĩa là không phải đồ Made in China là đồ dở, có nghĩa những cái hãng họ làm Made in China, ví dụ như Apple họ làm Made in China, nhưng mà cái Made in China đó là theo cái quality của họ chứ không phải là theo cái quality của bên Trung Quốc. Nhưng mà đặc biệt là hãng em là không có gì Made in China. Thường thường đồ mỹ phẩm là sản xuất ở Hàn Quốc, Mỹ hoặc Nhật không thì hoặc là châu Âu thôi. Rồi em đánh thử một bên rất là mỏng, rất thiệt là mỏng luôn đó. Chị xem thử chị có thấy nó khác không? Ha, có nghĩa là cái những cái chỗ mà quần mắt của chị nè, nó không thấy nè. Cái cánh mũi của chị nó đen, mình vẫn che được, mình không thấy luôn, đúng không? Bên đây nó cũng có đen nè. Những cái chỗ mà thâm, những cái chỗ mà nám hoặc là những chỗ không đều màu nó cũng không thấy luôn. Mà rất là mỏng, chị phải sờ thử, cái tay chị sờ thử thì chị thấy nó sao? Nó mượt ha, nó không có bị dày. Cái mà cái tốt của mặt khuyên này với KenMax á là nó không có dày, nó không bị dày phấn, nó rất là mỏng nhưng mà nó rất là che rất là nhiều. Cái quan trọng là thường thường nếu mà mình muốn che nhiều thì mình phải đánh dày, nhưng mà cái này là mình đánh mỏng mà nó vẫn che nhiều, cái đó mới là quan trọng. Các bạn nhớ đánh là mình phải đánh luôn cả cái cổ nha. Cổ và hai cái lỗ tai là mình không thể nào mình quên được. Cái miếng mousse này nó làm bằng cái bọt biển cho nên là mình rất là dễ lau chùi và nó không có thấm nhiều cái sản phẩm vô trong đây cho nên là làm rất là tốt. Nó có cái đầu nó rất là nhọn như vậy nè, mình rất là dễ vô được những cái khóe mắt. Đúng không? Cái mà nhọn, cái đầu nhọn này nó vô những cái khóe mắt, khóe mũi của mình rất là dễ. Chị xem thử thì nó ok không? Hai bên thì khác ha. Để zoom cho mọi người coi. Chị thấy ráng không? Cách của Nhật thì đó, chị để hai ba ngón tay, để ba ngón tay vô trong cái miếng bông phấn này, mở cái này ra, mình dặm nhẹ vô trong đây, dặm nhẹ để cho cái phấn nó dính vô trong cái đầu của cái này ha. Đầu tiên mình sẽ đánh phần dưới con mắt trước. Chắc do mạng của bên đó đó, chứ bên đây anh Bình thấy bình thường em ơi. Có thể là do mạng của bên em nó chập chờn hay sao á, hoặc là có thể cũng do mạng anh nữa, nhưng mà hiện giờ trên màn hình anh thì anh thấy bình thường à. Rất là mỏng nha.
đối với những cái người mà lớn tuổi á, thì đa số là ví dụ như là khóe mắt hoặc là những cái cánh mũi hoặc là những cái khóe môi nó sẽ dễ bị đậm hơn người trẻ. Cho nên lúc mình đánh á, thì mình nhớ là mình phải đánh những cái góc này, góc khóe mũi nè, khóe mũi nè, khóe mắt nè và những cái khóe môi. Đó là những cái chỗ mà mình cần làm cho nó đều màu hơn. Tại vì càng lớn tuổi cái da mình nó nhăn nhiều, nếu mà mình đánh dày nó sẽ bị nứt phấn. Thì cái cushion này là nó mỏng và nó che nhiều cho nên là mình không cần phải đánh dày. Chị có thể đánh xong ha, chị lấy cái này chị tán nó ra vậy chị Mai. Đó, mình cứ dầm vậy đó, nó làm cho cái phấn nó ăn đều hơn và nó mỏng. Mọi người nếu mà muốn mua sản phẩm mình đang xài đó, mình có thể gọi vào năm số hotline là 028 668 49696 hoặc là 0909 278 000. Mình còn có số thứ ba là 028 668 5960. Nhiều quá không nhớ đâu, các bạn cứ gọi là 0909 278 000 là nhanh nhất nha. Hoặc là các bạn có thể ghé ở 21 Ai Cao Thắng, hiện giờ thì Kenmax mới nhập được khoảng có mấy ngày thôi, thì mình để cái tester ở đây cho mọi người xài thử. Thì mọi người có thể ghé 21 A Cao Thắng, quận 3 để các bạn có thể xài thử. Và đầu tháng 4 này sẽ có ở tất cả các cái shop trên cái hệ thống Kỳ Dương Beauty Store ở toàn quốc. Ok, thì sau đó, sau khi chị đánh cái nền xong rất là nhanh đúng không? Thì sau đó mình sẽ đánh chút xíu má hồng. Thì giống như những lần trước Nhật mình đã chỉ, thì mình sẽ lấy cái má hồng dạng kem. Cái đó mới là khó đánh đấy. Không, cái này rất là dễ để em chỉ cho chị ra. Nè, ví dụ ha, đây là cái một loại má hồng dạng kem của Kenmax. Thì chị dễ lắm, chị lấy cái này ha, chị lấy cái ngón tay của cái ngón tay áp út á, lấy cái màu đậm dữ vậy, nhìn nó đậm nhưng mà nó sẽ không đậm đó. Chị Mai nói là tại sao lấy màu đậm, nhưng mà em sẽ đánh cho chị coi ha. Nó gọi là sheer, có nghĩa là cái màu này nó trong, nó sẽ không có bị đậm. Mình sẽ lấy ngón tay áp út, mình sẽ lấy một lượng vừa đủ nè. Em coi chị coi, em để ra ngón tay nó rất là mập, nó ít thấy không. Xong rồi sau đó chị cười nha, để em để gần cho mọi người xem. Đây, chị cười đúng không? Cái gò má của chị chỗ nào cao nhất chị cắm vô đó cho em. Đúng không? Rồi sau đó mình sẽ tán đều, tán tròn tròn theo cái gò má của mình, rồi sau đó mình tán ngược lên cái phần thái dương. Nè chị thấy không? Có nghĩa là chị thấy đậm nhưng mà lúc mình tán lên cái da mình nó không có đậm. Đó. Thấy không? Mà nó nằm trong cái lớp nền của mình cho nên nó không có thấy bị nhiều và nó không có bay. Ví dụ bên đây chị cười nha. Đó, mình chấm vô cái chỗ nào cao nhất. Sau đó mình tán nó ra. Chị thấy không? Nó trong, nó trong, cái sản phẩm này nó làm cho cái da mình nó trong. Nó giống như là mình ửng hồng chứ không phải là nó bị giống như là đánh má hồng mà đỏ lè. Đó, còn dư chút xíu mình có thể đánh nhẹ lên cái phần trán. Và chút xíu phần cằm ví dụ vậy đó. Thì cái này là cái sản phẩm của Kenmax là cái cream cream cheek. Cái này mình vừa làm má hồng, vừa làm môi được luôn, vừa lip, vừa lấy và có thể đánh luôn cả màu mắt giống như em hay chỉ đó. Cái này có 309.000 thôi mà xài rất là lâu. Mình nếu mà mình không có muốn xài tay, đây nó cũng có một cái miếng mousse ở dưới đây nè. Mình có một cái miếng mousse nằm ở dưới đây. Mình lấy cái miếng mousse này mình đánh cũng được, hoặc là mình đánh tay. Thường thường thì em đánh tay thì mình kiểm soát dễ hơn. Đó. Rồi sau đó mình chỉ phủ một lớp phấn. Thường thường ở bên Hàn Quốc á, là họ ở nước của họ là cái khí hậu nó hơi lạnh, họ không có muốn quá khô, cho nên là họ sẽ không có đánh thêm phấn. Có nghĩa là họ đánh cushion, họ đánh má hồng xong là họ để nguyên như vậy luôn. Họ không có muốn phủ phấn, tại vì phủ phấn nó sẽ khô. Tại vì nó khô thì nó sẽ làm cho cái da nó khô đó. Cho nên là nếu mà ở Việt Nam thì mình nên là cushion xong, đánh cream cheek xong mình phủ nhẹ một chút phấn, để nó làm cho cái lớp nền của mình nó chịu chắc hơn và nó không bị ra dầu. Tại đặc biệt là cái phấn của Kenmax nó không có ra dầu. Cho anh cái marshmallow MO đi. Đây, là cái hộp phấn này là marshmallow của Kenmax ha, rất bán rất là hot. Hiện giờ nhiều người xài là họ thích, là tại vì sao? Ở Việt Nam nóng, khí hậu nóng mà nó không có ra dầu chị. Ngay cả lên sân khấu em đánh cho nghệ sĩ nó vẫn không có ra dầu. Thì mình phủ một lớp thật là mỏng thôi. Giữ cho cái lớp nền này nó giữ lâu hơn.
cho một ly nước lạnh luôn hả? Chị không nói mà sao chị khát nước, em nói em chưa khát nước. Ở Việt Nam nóng quá chị ha, phải uống nước nhiều. Các bạn nhớ là một ngày trung bình một người uống phải 1.5 lít 2 lít nước, thì lúc đó cái da mình nó đủ nước thì nó mới căng, nó mới bóng và nó không có bị lão hóa. Rồi xong cái lớp nền nữa, chị thấy nhanh không? Quá nhanh mà quá đẹp. Không mà chị thấy thật, ví dụ chị thấy cái gì chị mới nói đó đó, chị nhìn tại vì thường thường các bạn biết là khi mà mình đánh lớp nền xong đó thì mình sẽ thấy nó ồ nó hơi trắng quá, hoặc là thấy hơi có nhiều phấn trên mặt, nhưng không sao, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, thứ nhất là phấn có thể nó ăn đều trên cái làn da của mình, thứ hai là nó sẽ bay bớt, ví dụ mình ra đường nó sẽ bay bớt những cái phấn dư trên mặt thì nó sẽ bay bớt, thì chút xíu nữa đó, người ta gọi là thấm lớp nền, nó thấm vào trong da đó thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì dầu nó sẽ ra nó làm một cái lớp nền của mình nó sẽ đều hơn. Cho nên là mới đánh thì mình sẽ thấy nó như vậy, nhưng mà khoảng chừng nửa tiếng sau nó sẽ rất là đẹp. Đa số ví dụ như khách của em xài á là họ tới họ thử. Ví dụ như mình em bán trong cái mall, trong cái siêu thị, những cái siêu thị lớn, những cái trung tâm thương mại, họ tới họ thử xong họ nói à, chị thấy cũng chưa sao, nhưng mà em nói là không sao, chị đi một vòng đi rồi chị sẽ quay lại kiếm em. Thật sự là họ đi một vòng xong rồi họ lại nhìn thấy à, cái lớp nền nó bắt đầu nó dịu lại, những lớp phấn trên mặt dư đó nó sẽ rớt đi và những cái lớp phấn kia thì nó mịn hơn, thì họ cũng quay lại họ mua liền, rất là tốt. Rồi cái tiếp theo là mình sẽ làm lông mày, cho nên mình xin một cái cây viết chì kẻ lông mày với lại bột kẻ lông mày, xin cái chì dễ cung đi. Okay. Tùy theo cái màu tóc của mình thì mình sẽ vẽ cái lông mày màu gì cho nó thích hợp. Ví dụ như là chị Mai là tóc nâu đen thì mình sẽ làm cái màu nâu đen. Các bạn nhớ là tóc với chân mày nó phải giống màu nhau, đừng có khác màu. Ví dụ như là tóc đen thì mình có thể vẽ màu nâu hoặc là nâu đen. Nếu mình nhuộm tóc blonde thì mình phải vẽ cái màu chân mày của mình nó phải hơi blonde. Chứ còn nếu mà mình tóc blonde mà vẽ chân mày đen cũng không được, mà tóc đen vẽ chân mày blonde cũng không được. Có nghĩa là cái màu chân mày nó phải gần với màu tóc thì nó mới đẹp. Thì cái MAC đây nó có một cái cây nó gọi là eyebrow pencil ha. Thì mình sẽ lựa cho chị Mai cái cây màu nâu. Rồi phải nhớ khắc vô cho chị nha. Rồi đây là cái cây màu nâu. Cái này hay có cái là cái đầu của cây viết nó dẹp như vậy nè, mình không có cần chuốt các bạn nha. Mình không có cần chuốt, mình chỉ cần vặn lên để xài thôi. Mình không thích thì mình vặn xuống, mình xài xong mình vặn xuống. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ cái khung. Tại vì mình muốn chỉ mọi người là cái khung chân mày nó rất là quan trọng. Ví dụ như là đầu tiên mình sẽ vẽ là mình muốn biết là đầu chân mày ở đâu và đuôi chân mày ở đâu. Ví dụ đầu chân mày mình sẽ đo từ ha cái cánh mũi này tới đầu con mắt tới đây, thì cái đầu tiên là cái đầu chân mày nó phải nằm ở vị trí khúc này ha. Rồi cái đuôi nằm đâu thì cái đuôi nó sẽ nằm cánh mũi tới đuôi mắt và nó sẽ nằm ở khúc này, đó là cái đuôi ha. Còn cái đỉnh cao nhất nằm đâu thì mình sẽ canh từ cái cánh mũi mình ngay trồng giữa của con mắt, thì mình sẽ canh ngay đây, nó sẽ là cái đầu cao nhất, phần cao nhất. Thì cái độ cong và độ ngang của lông mày thì tùy theo khuôn mặt mình thích cong hay thích ngang thôi. Rồi thì mình đã có 3 điểm rồi, thì đầu tiên mình sẽ vẽ cái khung dưới trước. Ví dụ như chân mày của chị Mai là chị Mai không có muốn nó quá khác với lại chân mày thật của mình, thì chân mày của chị nó hơi cong cong thì mình vẽ nó hơi theo cái chân mày của chị ha. Đây là cái lần dưới, chị Mai thấy không? Lần trên này mình sẽ nối từ cái điểm cao nhất xuống cái điểm thấp nhất, rồi dễ ngang từ đây ngang qua cái đầu. Là mình được cái khung lông mày. Chị nghe chú, dạ da chị bị nhờn phấn xài được. Chị ơi chắc là chị phải ghé shop em đi rồi em xài trên da của chị luôn. Chị nghe phải chị bạn gì không? Không. Không phải hả? Chị nghe ghé shop 21A Cao Thắng đi rồi em sẽ tư vấn cho chị nha. Đây thì đó là cái khung lông mày rất là dễ đúng không chị Mai? Ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái phần phấn bột để mình tô vô trong cái lông mày của mình. Thì mình sẽ xài cái cây
phải xài đúng cái cọ của nó mới được nha. Cái cây cọ là cọ để lông mày. Anh ơi, bạn Hoàng Vũ hỏi là anh cái cây anh đang kẻ nãy á là màu số mấy vậy ạ? Và cái mình bán với giá bao nhiêu? À, cái cây kẻ lông mày này là màu, nó có 3 màu, anh Linh Bình đang xài màu số số mấy cơ? À, giá nó của nó là 239.000 cây vẽ lông mày màu số 1. À, ok rồi, tiếp theo là cái bột vẽ lông mày ha. Bột vẽ lông mày thì cái màu nhạt mình sẽ vẽ ở đầu và màu đậm mình sẽ vẽ ở đuôi, giống như là những cái lần trước Nhật Bình đã chỉ ha. Tại vì càng vẽ cái lông mày mà đậm ở cái phần đầu nó sẽ không có tự nhiên, thì đầu tiên mình sẽ đã chấm cái màu nhạt, mình sẽ tô trước phần giữa lông mày trước, rồi sau đó cái cây này nó vẫn còn màu ha, nó vẫn còn ít thì mình mới tán lên trên nè. Vì lý do là hồi nãy Nhật Bình làm đánh ba cái dấu này cho mọi người thấy là cái điểm nào để mình đầu tiên, giữa và kết thúc, thì mình vẫn để như vậy nha, để cho mọi người thấy rồi chút xíu mình sẽ bôi đi. Chứ thực ra là nếu mà mình vẽ mình không có nên vẽ như vậy, thì vẽ như vậy thì rất là khó bôi. Rồi cái phần đuôi lông mày mình sẽ lấy cái màu đậm, mình sẽ tô vào phần đuôi lông mày. Dễ không chị? Dễ lắm, mò về mò hoài không ra. Thì mình phải xài đúng cái sản phẩm thì nó rất là dễ. Rồi, cho anh cái hộp mixing concealer đi. Rồi, thí dụ nha, nhưng mình thí dụ bây giờ là mình muốn hồi nãy mình vẽ như vậy, thay vì mình sẽ lấy cái đồ rồi mình chùi, thì mình sẽ lấy cái concealer, mình sẽ làm cho anh mình cái mixing concealer. Nó sẽ có hai màu như vậy nè, màu số 1 và màu số 2. Màu số 1 thì tông nó sáng hơn, dành cho những người da trắng hơn ha. Màu số 2 dành cho những người da sậm hơn. Giá của cái Mixing Concealer này là 360.000. Trong đây nó có một cái cây để chùi luôn cho mình cũng được nè. Để mình lấy thử. Đây là cái cây nó nằm sẵn ở trong đây. Một là mình sẽ mix những cái màu này, mình mix lại với nhau bên cái chỗ cái bảng màu này. Ví dụ như da mình nằm ở giữa hai màu này, thì mình sẽ lấy màu này mình trộn lại với nhau. Hoặc là mình lấy màu này, tùy theo mình ha. Mình sẽ trộn, mình có cái chỗ để trộn. Ở đây ví dụ như hồi nãy mình vẽ những cái dấu này, mình muốn bôi thì mình sẽ lấy cái này mình bôi được nè. Hoặc là mình sẽ tém, ví dụ lông mày mình vẽ có hư á, hoặc là dày quá, hoặc là mỏng quá, thì mình sẽ lấy cái này mình sửa. Chị Hoài Vũ ơi, số điện thoại hotline của tụi em là 0909278000 nha chị. À, ok, bạn nào muốn order bây giờ đó thì các bạn được 10% off. Thì các bạn sẽ gọi vào số hotline là 0909 27 8000 ha. Nè, chị thấy không? Cái concealer này nó làm nó che cho cái lông mày mình nó sạch hơn. Hoặc là ví dụ như mình vẽ lem ở dưới thì mình có thể dùng cái này mình vuốt cho nó sạch những cái chỗ đó, nó làm cho cái lông mày mình nó sạch hơn và nó rõ hơn. Hoặc là ví dụ mình có thể chấm cái đầu tròn này, mình có thể chấm những cái chỗ nào, ví dụ như chị muốn che cái lỗ này đi ha, chấm lại vô đó, nó mất liền ha. Những cái chỗ mà ví dụ như mục ruồi hay là thẹo hay những cái chỗ nào mình không thích á, mình chấm nó vô là nó sẽ che hết. Đó là cách vẽ lông mày. Chị thấy nó có gì khó không chị? Không có. Ha. Rồi đối với những người nào mà xăm lông mày rồi mà ví dụ như là mình muốn vẽ thêm, thì nó có một cái cây gọi là cây bút lông nha. Bút lông này là bút lông dành cho vẽ lông mày, chứ không phải là bút lông này để vẽ viền mắt. Đây là bút lông vẽ lông mày nha các bạn. Thì cái màu nó rất là tự nhiên, là nó màu nâu chứ nó không phải là màu đen. Đó. Dành cho những người nào mà mình xăm lông mày rồi đó, mà mình vẽ bột hoặc là chì nó không ăn, thì mình có thể xài cái cây bút này, Can Make Eyebrow Liquid nha. Giá của nó là bao nhiêu cơ? Giá của nó là 245.000. Ok. Rồi, em sẽ vẽ lại bên tay phải cho chị xem nha. Mình xài cái viết eyebrow pencil nha. Mình sẽ vẽ cái khung giống như hồi nãy bên đây. Bây giờ mình vẽ bên đây nha. Mình vẽ cái khung dưới trước. Rồi, mình vẽ khung trên. Ra lông mày của mình đó chị, không có ai mà đều 100% hết đó. Có cái bên cao bên thấp, thí dụ như bên của chị bên này nó hơi thấp hơn, thì em sẽ vẽ cái phần trên đây nó hơi cao hơn, còn bên đây nó
nó cao hơn thì em sẽ vẽ hơi thấp hơn chút để cho hai cái lông mày nó chỉ 1 9 1 10, chứ không phải là 100%. Không có ai mà đều 100% hết á, có một bên là 1 9 1 10 thôi. Rồi em sẽ tô ha, cái phần màu nhạt thì mình sẽ tô phần giữa, rồi xong mình tán ra phần đầu. Có comment thì em cứ đọc đại đi, em đọc rồi anh nghe rồi anh sẽ trả lời. À, bạn Hiến Phúc bảo là bạn muốn đặt một hộp nhân bình mới dùng để chỉnh chân mày nhé. À, cần siêu là ok, bạn có thể để lại số phone, hoặc là các bạn bạn có thể gọi cho số phone bây giờ là 0909 27 8000 nha. Hoặc là chút xíu nữa mình sẽ lấy order sau, còn nhiều sản phẩm nữa. Ừ. Mấy bạn nhớ share vô anh Bình nha, tại vì mình share như vậy thì nhiều người bạn của mình sẽ được học được cái cách trang điểm ở nhà rất là đơn giản. Rồi, rất là nhanh nha. Rồi, ví dụ mình sẽ làm lại cái concealer. Nếu mà mình không thấy cái lần trước thì mình sẽ làm này. Ví dụ như mình sẽ chỉnh lại cái chỗ nào mà mình không thích, hoặc là bị lem, hoặc là mình muốn làm cho nó sạch. Đây mình làm, mình lấy cái concealer này mình sẽ che nó lại. Đó, rất là nhanh và đơn giản, không có gì khó. Nếu mà thí dụ những cái người mà đầu lông mày có những cái sợi lông mày giống như chị Mai thì mình có thể xài cái cây mascara. Đây là cái sản phẩm mascara dành cho lông mày nha. Mix Soft Eyebrow Mascara của McQueen nó có hai màu, một màu đậm hơn, màu nhạt hơn. Thì mình sẽ làm xài màu đậm hơn cho chị Mai nha. Nó không có clear hả? À, nó có clear nhưng mà thường là nó có clear đó, để vô nó sẽ bị lông mày nó mình sẽ bị bợt, nó sẽ bị dính lại với nhau, nó không đẹp. Cái này nó có chút xíu màu nó sẽ đẹp hơn. Bạn Hoài Vũ hỏi là ở Vũng Tàu có không anh mua gần nhà tiện hơn. Chị ơi, cái Mac tụi em có chi nhánh ở Vũng Tàu ở số 356 Lê Lợi, phường 7, Vũng Tàu ạ. Hoặc là chị có thể gọi vào số của cửa hàng là 0905004348 ạ. À vậy hả? Ok, thì em sẽ sửa nha. Chị thích cái bên bự hơn hay chị thích bên nhỏ hơn? Bên nhỏ hơn. Ok rồi, em sẽ vuốt lại bên kia ha. Thì đầu tiên mình sẽ vuốt cái lông mày cho nó thành những sợi rất đẹp hơn. Nè, lý do nó có màu nó sẽ làm cho cái lông mày mình nó đậm hơn đó chị. Thấy cái lông mày mình nó nhiều hơn. Mình chỉ nhìn thử coi, nhìn bằng kiến thôi coi. Chị thấy cái bên mỏng hơn ha. Chị vuốt là bên này chỉnh mỏng hơn. Bạn Hoài Vũ bảo là đọc lại số Vũng Tàu bạn nhé. Bạn ơi, số điện thoại Vũng Tàu là 0905004348 ạ. Đều chưa? À. Cái mascara này bao nhiêu nữa đứa? 260.000 và rẻ vậy hả? 260.000, anh Bình thấy có một cái combo hai màu phải không? 260.000 đang sale được 10% off, còn 234.000 nha. Rồi, cho anh Bình cái chai phủ lông mày nè. Thường thường mà chị Mai biết là ở Việt Nam mình là xứ nóng. Một, ví dụ như mùa mưa, mùa khô mình không nói, mùa khô thì ra dầu nhiều. Mùa mưa thì nó sẽ bị dính mưa, thì nó sẽ bị trôi lớp lông mày của mình. Thì cái CanMax nó có một cái hũ nó gọi là Eyebrow Coat á. Giống như cái lớp coat của móng tay đó, mình muốn giữ lâu thì mình phải đánh cái lớp coat nó lên. Cái này là chỉ muốn nó giữ, nó không có bị trôi cái lông mày á. Thường thường đa số cái đuôi là dễ trôi nhất, thì mình tán lên cái phần đuôi lông mày đó là nó sẽ giữ luôn cái phần này, nó không có trôi. Đó, nó sẽ giữ luôn cả ngày, nó sẽ không bao giờ trôi. Nhanh không vậy?
thường thường là chị làm makeup là chị có hay vẽ màu mắt hay là chị có hay đánh vẽ viền eyeliner, viền kẻ viền mắt không? Thường thì chị kẻ ở phía dưới này một chút, xong ở bên trên thì chị làm chút xíu ngay chỗ đuôi thôi. Xong rồi chị chơi cái powder đó. Ok. Thì Nhật Bình sẽ lấy cái cây bút chì nha. Nhật Bình sẽ lấy sẽ giới thiệu cho chị là cái cây CanMax Nuôi mà, mà chị không bao giờ xài được cái nước đó, không biết làm cái nước, chị chỉ làm bằng cái cây bút chì thôi. Bút chì mà chị làm đầu nhỏ hay đầu to? Đầu nhỏ đó. Ok, chị làm được cái gel là eyeliner mà mới á. Cái gel liner mà waterproof á, đây là cái hai sản phẩm mà mới nhập về mà bán rất là được, là tại vì sao chị biết không? Nó không có lem. Những cái người giống như là thường hay chảy nước mắt hoặc là nước mắt nó hay động ở trong cái mí mắt mình á, mắt ướt á, thì nó rất là dễ lem cái đường eyeliner. Thì cái cây này là hai cái cây của CanMax em mới nhập về, nó rất là tốt. Có nghĩa là nó bằng gel nhưng mà nó là tiết chì, mình có thể vặn lên. Mà các bạn nhớ là vặn tới đâu thì xài tới đó thôi, đừng có vặn cao quá. Tại mình làm cao quá đó thì sẽ không có vặn xuống được. Sẽ có màu nâu và màu đen nha. Thì chị thường rồi chị xài, em thử xài thử chị màu nâu này, nâu là nâu đen á. Thì mình sẽ vẽ ha. Thì mình chỉ nhớ là chị cứ khều từ cái chân lông mày này qua cái chân lông mày chân lông mi này qua chân lông mi kia cho em nè. Đó, chị khều vậy. Chị thấy không? Nó dễ vẽ hơn. Em chia sẻ với nhóm rồi nhé. Đó, mình để gần cho mọi người thấy là sau khi mà mình vẽ cái đường eyeliner mà sát cái phần lông mi thì sẽ thấy cái lông mi của chị nó nhiều hơn, phải không chị Mai? Đó là cái thủ thuật mà mình làm, mình cứ khều từ cái chân lông mi này qua cái chân lông mi kia vậy đó, mình cứ khều vậy đó. Đó, từ chân lông mi này qua chân lông mi kia, khều hết từ đầu cho tới đuôi. Rồi chị mở ra chị thấy là rõ ràng bên đây nó cái con mắt của chị nó sắc sảo hơn, lông mi mình cảm thấy nó nhiều hơn. Tại vì mình làm cái chân nó sẽ thấy nhiều hơn. Rồi bên đây cũng vậy nha. Nhưng mà em khuyên chị Mai là không nên vẽ mí dưới nha. Tại vì mình đóng khung con mắt của mình lại đó, nó sẽ làm con mắt mình nó nhỏ hơn. Mình chỉ cần vẽ ở trên thôi. Mình đừng bao giờ mà vẽ luôn phần dưới. Trừ khi nào mà chị đánh smokey eyes, có nghĩa là đánh mắt khói á, có nghĩa là đánh hết cả cái màu đen mí trên mí dưới thì mình làm được. Và đặc biệt là những cái người mà con mắt lợt nhạt á thì mình đánh smokey eye đẹp hơn. Những cái người mà tóc đen mà mắt đen mình đánh smokey eye nó sẽ làm con mắt mình nó nhỏ hơn. Là như chị cho nên là chị không nên đánh smokey eye nhiều quá. Nếu mà đánh smokey eye thì mình đánh smokey eye mà kiểu màu nhạt thôi thì được. Chị Minh Lê thì chào anh Minh. Minh Lê hả? Hello. Hello Tâm. Cái này mình nhớ là mình xài tới đâu mình vặn tới đó thôi, nó rất là mềm. Cái này bao nhiêu tiền vậy mấy đứa? 330 nghìn. Nói chung là sản phẩm của CanMax và McQueen nó chỉ từ trăm mấy cho tới 400 mấy thôi. Chỉ có cái cushion của McQueen nó hơi mắc, là tại vì nó có cái đó là luxury, một cái hũ mà loại là cao cấp nhất của một McQueen là 690 ngàn thôi, còn lại là chỉ 200 mấy, 100 mấy. Son của nó cũng có 100 mấy chục ngàn thôi, 100 mấy tới 220 ngàn một cái hũ son tin rất là đẹp, mà lần sau thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem ha. Chị có đánh màu mắt không? Có. Ok. Em từ nãy giờ em đánh cho chị, em có nhớ màu nào với màu nào không? Nhớ chứ. Trời ơi, của em. Cái màu McQueen của nó cũng ra một cái hộp màu mắt rất dễ thương vậy nè. Đó, có nhiều màu ở trong đây mình có thể vẽ ha. Cái màu này là bao nhiêu? 890 ngàn mà được 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15 màu của McQueen, 15 màu 890 ngàn, giảm còn 800 ngàn. Đây. Thường chị hay xài mấy cái màu phía này. À, phía này hả? Cái này nó là earth tone, có nghĩa là những cái màu mà nâu, đau đất á, rất là dễ đánh, ai đánh cũng được, mặc màu gì, quần áo mình mặc màu gì mình cũng có thể đánh được hết ha. Thì chị Mai nói là chị Mai xài cái màu bên đây. Thì đầu tiên em lấy một cái cọ, cái đầu nó hơi, hai cây mà chị cần nhất là hai cây này.
một cây cái đầu nó dẹp hơn, một cây nó nhọn hơn. Cái đầu dẹp hơn thì mình sẽ đánh cái màu nhạt hơn. Mình sẽ đánh hết cái sát cái phần lông mi nè. Rồi sau đó mình tán nhẹ lên trên. Thiệt là mỏng và nhẹ thôi, mình không có cần phải đánh nhiều màu nha. Nhưng mình chưa đánh sống mũi đó nha, để chút mình lấy cái cây sống sống mũi mình đánh cho mọi người xem luôn. Để cho nó có một lớp màu căn bản trên con mắt mình. Rồi sau đó mình xài cái cọ nhọn này. Cái cọ nó nhọn hơn ha, mình đánh cái màu đậm. Ví dụ mình đánh màu đậm. Mình sẽ đánh sát cái phần cái eyeliner mà nãy mình mới vẽ đó. Là xong. Thì mà thấy nhanh không? Có nghĩa đánh xong thấy con mắt mình nó to hơn liền thấy không? Chỉ cần hai màu thôi. Nhắm như này, lên sát cái phần lông mi xong mình tán nhẹ lên trên. Có ai hỏi gì nữa không? Bạn bè vụ bảo là em thấy đôi chân mày đẹp quyết định hết khuôn mặt đẹp hay xấu của mình. Nếu biết kẻ đúng chuẩn thì khuôn mặt đẹp lắm anh. Đúng rồi, cái khuôn chân mày cũng rất là quan trọng. Thường thường cái lông mày nó cũng đúng là quyết định cái khuôn mặt của mình đó. Nếu mà mình thích tròn hay thích khuôn mặt tròn, thích vẽ cong hay là vẽ ngang hay là vẽ dài vẽ ngắn đều là quyết định cả cái khuôn mặt của mình luôn. Hay là màu đậm ha, mình đánh sát cái phần eyeliner đó, hồi nãy mình vẽ mình đánh sát rồi sau đó mình tán nhẹ lên trên cho cái màu nó nhạt dần. Mình chỉnh hai bên cho nó đều nhau. Đặc biệt cái màu mắt khuyên này đánh nó rất là mịn, nó không có bị rớt xuống cái mí dưới của mình. Xong, ví dụ như ban đêm mình có thể đánh những cái màu hơi có nhũ. Ban đêm mình có thể đánh những màu có nhũ, còn ban ngày thì mình đánh những cái màu không có nhũ. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ok. Đây là cái màu đánh sống mũi ha. Đánh sống mũi thì mình có thể xài cọ của cái hộp này luôn, hoặc là mình có thể xài cọ riêng của Nhật Bình là cái cọ dẹp mà dài, cọ tròn mà dài như vậy ha. Mình sẽ xài cái màu đậm. Cọ này là cọ số mấy ta? Số 6 đúng không? Chị sẽ kéo ngay thẳng từ cái đầu lông mày ha. Mình kéo thẳng ra ngoài đầu mũi. Cứ kéo thẳng một đường cho em. Thẳng từ đây ra đây. Thấy không? Rồi sau đó mình sẽ tán qua hai bên. Đó là một bên. Nè, rồi chị nhìn ra dễ thấy hơn rồi nha. Chị nhìn ra nha. Đầu lông mày đúng không? Chị kéo thẳng ra cho em. Đó. Cứ đầu lông mày chỉ để thẳng vậy, chị kéo thẳng ở đây. Xong sau đó chị tán qua hai bên. Là làm cho cái cánh mũi mình nó gọt lại rồi. Sau đó cái màu sáng ở chính giữa nè. Mình đánh màu sáng ha. Mình kéo thẳng giữa mũi, kéo thẳng ở đây. Vì cái màu sáng này nó có phấn ngọc trai ở đây, nó bắt sáng, nó làm hơi sáng, nó làm bắt sáng nó hơi óng ánh chút xíu, nó làm cho cái mũi mình nó thon hơn. Rất tự nhiên, không có thấy nhiều phấn, không có thấy đậm. Đa số là nếu mà chỉ có hãng Kenmax nó có cái hộp này thôi, những cái hãng khác không có. Đa số mình sẽ lấy màu mắt mình đánh. Thì thường thường đây màu mắt mình nếu mà không đúng á, thì sẽ thấy cái đường sống mũi rất là không có tự nhiên, rất là đậm. Chị có xài mascara gì nữa không? Có hả? Ok. Cái hộp đánh sống mũi bao nhiêu vậy mấy đứa? Dạ, 375.000 hộp đánh sống mũi đánh 8 năm chưa hết. Tại vì mình chỉ cần xài chút xíu ở đây thôi, rất là lâu hết. Đó, thành ra chị phải về chị kiếm Nhật kiếm em đó. Rồi, ok, cho anh Bình cái bấm lông mi nè. Bấm lông mi với là cái mascara, mấy cái mascara đưa anh Bình cho mọi người xem là cái mascara nó có nhiều loại khác nhau. Cái đồ bấm của Kenmax này nó làm rất là mềm, nó không có cái cao su nó làm mềm, nó không có bị gãy lông mi của mình nha, mà nó làm cho lông mi mình nó rất là cong.
bấm lần thôi là thấy nó cong quýt. Anh ơi, bạn ngoài cũ nói là mặt tròn họ có khuôn, lông mày cong không anh? Em thích càng cong càng thích, giống như chữ V đó anh. Được em, có nghĩa là mình làm sao cho cái mặt mình nó dài ra, có nghĩa là mặt tròn thì mình sẽ đánh nó hơi cong hơn, là tạo cho cái mình đừng có vẽ ngang, tại vì tròn mà vẽ ngang á là làm cho cái mặt mình nó bự ra nữa. Cho nên là nếu mà mặt tròn thì mình nên vẽ cho nó hơi cong hơn chút, còn mặt dài thì mình sẽ vẽ ngang, tất cả đều vẽ ngang, đánh má hồng mình cũng đánh ngang, còn mặt tròn mình sẽ đánh má hồng cho nó ốm, thì mình sẽ đánh tròn cho nó làm cho cái khuôn mặt mình nó thon lại hơn. Rồi anh Bình sẽ nói về cái mascara ha. Mascara của KenMax nó có nhiều bạn, thí dụ cây này sẽ là cái cây mascara giữ cái độ cong của mình đó, cái này là mình chải vô là cái độ cong, cái lông mày mình nó sẽ giữ cái độ cong, nó không có tuột. Cây này là làm cho lông mày mình nó xòe ra, có nghĩa là nó làm cho nó gọi là flaring curl ha. Cái này màu nâu đen, mình vừa làm dài lông mi và làm lông mi mình nó xòe ra. Đây là làm dày lông mi nha. Cái cây này là cây dày, dày lông mi là có nghĩa là nó đặc hơn, nó sẽ làm cho lông mi mình nó dày hơn. Cây này nó sẽ có chất fiber ở trong cái mascara này, nó có chất fiber, nó có những cái sợi lông mi mà Nhật Bình hay nói là lông mi giả đó. Thì cái sợi này nó sẽ dính với lông mi thiệt của mình, nó làm lông mi mình nó dài hơn. Và cây này mới nhất là nó gọi là last frame mascara, có nghĩa là nó cái cây đầu nó rất là nhỏ, nó làm cho cái lông mi mình thành một cái sợi rất là dài, nó dính cái lông mi mình lại, làm cho lông mi mình rất dài, rất là đẹp. Chị Mai muốn làm sao? Hai cây này là nâu đen, ba cây này là màu đen hả? Mọi người nhớ nha, chị muốn dài cho nó dài. Anh ơi, tùy bạn thằng cao chị hỏi tùy là cây bóng lông mi giá bao nhiêu vậy anh Bình? À, bóng lông mi bao nhiêu, thì trả lời đi. 335 ạ. Ok, đây là cái loại last frame. Bây giờ mình đánh thử, tại vì cái này cái đầu, cái cây cọ rất là nhỏ, mình đánh rất là dễ. Nó làm cái lông mi mình dính thành từng sợi rất là đẹp. Bạn Vũ nhắn là thanks anh nhiều hen, chị dẫn em biết thêm nhiều. Cảm ơn em nha, coi từ đầu tới cuối. Đó. Chị thấy nó dài hơn sao? Nhìn lên. Cong quá chừng cong. Ha. Mà được có cái là cái mascara, tất cả các loại mascara của KenMax á, nó giữ cái độ cong, nó không có bị sụp. Nó không có bị sụp cái lông mi mình xuống lại. Và nó cái đầu cái cây này nó nhỏ, nó dễ chải nữa. Cái mascara này là bao nhiêu vậy đó? 350. Cũng 330 nghìn. Bạn thằng nào đi hỏi giảm còn bao nhiêu anh? Chị ơi, cái cây bóng mi hồi nãy là tụi em không có giảm cho chị. cái cây này bao nhiêu? 330 hả? 330 mình giảm 10% đúng không? Tất cả các bạn nào đang... ok, sorry. KenMax không được giảm, chỉ có giảm mặt mi thôi. Cho nên là bạn nào mà muốn mua McQueen thì được giảm 10% từ đây tới cuối tháng. McQueen nó có rất là nhiều thứ, nói chung là nguyên một line rất là nhiều, nhưng mà Nhật Bình chưa có để sắp cái tester ra. Nhật Bình đang làm một cái tủ tester để đầu tháng này Nhật Bình sẽ bắt đầu giới thiệu nguyên cả một cái line McQueen. Thì hiện giờ là tất cả các tester đều để ở đây, nhưng mà là chưa có để trên cái quầy tester của McQueen đang gửi từ hãng họ gửi về, thì khoảng đầu tháng sẽ có. Thì các bạn có thể ghé đây để thử cái sản phẩm ha. Thì McQueen đang 10% off và máy massage Vanap 10% off. Còn KenMax thì không được, xin lỗi. Rồi, chị thấy ok không? Lông mi quá trời kìa, không, rất là dễ đẻ. Rồi sau đó thì mình xài son thôi, thường thường là chị xài son màu gì, màu đậm hay màu nhạt? Son lì hay là son bóng hay là son... Đó, không bao giờ xài son lì. Ok. Xài son bóng. Mà chị xài những cái màu nhạt như vậy. Màu okay. hồng tím nhạt như vậy nè. Như màu áo của chị nè. Dạ. Thì thật sự chị, lý do tại sao chị không thích son lì? Tại vì không hợp hay sao á. Mỗi lần chị thử á, chị try á, là chị nhìn thấy ghê lắm. Có nghĩa là son lì nó làm cho chị là khô môi, hay là nó làm cho chị thấy khó chịu, khó chịu là... khó chịu đúng không? Không có cảm thấy tự nhiên, thành okay. ra chị không thích. Hay là để em thử cho chị một cái dòng của Vicen đi. Vicen mà em lấy cái màu thôi, chị thích màu nút nhạt nhạt hả? Bấm cái địa chỉ không? Tách giùm chị cái địa chỉ vô đi em. Anh trên đường chuẩn bị anh đi đón chị nha. Okay, ví dụ như cái dòng son
của Tenamit này, ví dụ như là nó chị nghe nói nó lì nhưng mà không, cái này không phải, nó gọi là smooth matte, có nghĩa là nó mượt. Không, chị không thích matte. Chị không thích luôn, không thích chị matte. Chị thích bóng mà smooth đó. Ok, rồi. Em có cái dòng candy matte đây. Nó gọi là rich color candy wrap, rich color. Nó cũng là một cái dòng xong không, nó không có bị bóng nha. Nó không có bị matte. Yeah. Mà nó có cái độ dưỡng. Chị thích trong ba màu này, chị thích màu nào? Màu này hả? Chị nghĩ màu này. Ok, rồi. Đây là cái màu hồng, nó có ba màu, màu cam, màu hồng với màu đỏ ha. Nó đậm, đây, bốn màu. Để chị thích cái màu hồng hồng ha. Rồi, để cái này bao nhiêu? 315 ngàn. Tại vì đa số là handmade là son, son là son dưỡng nhiều. Nó bạn ngoài vụ bảo là anh mình có đôi bàn tay vàng hóa phép tất cả phụ nữ đẹp mê hồn luôn em. Thank you em. Bây giờ là anh Bình chỉ có bao nhiêu kinh nghiệm anh Bình chỉ là hết. Đó, cho nên là mọi người nhớ share cái livestream để anh Bình chỉ tất cả cái như bạn bè của mình có thể tự làm makeup ở nhà. Bạn nghe Lâm chào anh Bình. Hello anh. Hello. Được không chị? Có nghĩa là cái nó không có bị bóng. Mà nó cũng không có quá, nó không có quá, không có quá, không có quá bóng mà nó cũng không có quá lì. Nhưng mà không bằng mấy dây son nữa chị. Tại vì mỗi người á, thật ra là mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Chị xài Chanel với chị xài YSL á. Okay. Và cái loại mà size á, cái loại mà bóng thì bóng luôn hả? Bóng thì bóng, mình bóng, bóng mà nhẹ bóng nhàng lắm. Có nghĩa là chị không, vẫn không thích màu nó rực rỡ vậy phải không? Không. Vẫn sheer hơn nữa đúng không? Sheer hơn. Ok. Cho anh mình cái miếng khăn giấy thôi mà cũng đẹp. Không, thì mình sẽ làm gì không cũng tới đẹp. Bây giờ để một lớp bóng lên thôi là được rồi. Ok, vậy một lớp sheer là được bóng, rồi bóng chứ không cần phải chùi đi. Không, mình sẽ bậm đây cho anh mình miếng đi. Ví dụ như mình không thích cái này nhiều lắm thì mình sẽ bậm đó, để mình lấy cái màu ra bớt. Đó, thì mình sẽ đánh thêm một cái lớp bóng ở trên nữa. Đang mình thấy có cái gì. Lấy nguyên cái hộp mới cho anh Bình đi. Cái này là lip oil của McQueen. Nó không có màu nha. Nó như một lớp son bóng ở trên. Nó vừa dưỡng vừa là son bóng. Rất là đẹp. 280 ngàn. Đây là cái đồ bấm mi của KenMac ha. 335 hả. Đây là cái đồ bấm mi. Rất là dễ bấm nha bạn. Nó có cái miếng cao su ở trong đây nè. Nếu mà mình xài lâu quá thì mình sẽ có một cái miếng cao su trong đây để mình thay được. Có nghĩa là một cái gắn ở đây và một cái sơ cua nằm trong đây nha. Của KenMac. Bạn đang Mỹ có kêu là anh Nhật Bình makeup rất chuyên nghiệp ở Mỹ. Thank you. Đẹp. Rồi sau khi làm xong chị thấy như thế nào? Thấy quá đẹp. Chị về chị bắt chước không nổi. Không, tại vì nếu mà chị muốn làm là bắt chước được phân nửa của Nhật Bình chị thôi. Chị muốn làm giống em thì chị phải ở đây chị học 2 ngày. Đó, ý là phải 2 buổi chứ. Ít nhất chị phải làm tự mình làm. Ví dụ như là có những cái ngày mà trống thì em sẽ tổ chức là dạy những cái người mà học giống như chị đó. Tự làm makeup cho mình có nghĩa là làm rất là căn bản, không có phải là nhiều, không phải là professional chuyên nghiệp. Thì ví dụ như là giống như hồi nãy giờ em làm cho chị thì sao thì em sẽ chỉ cho chị làm như vậy, nhưng mà phải tự chính tay chị làm và em và người đứng kế bên để canh thì nó mới ra như thế nào. Cái tự mình làm thì mình mới nhớ và mình ấy, thì tuần sau chị ghé lại thì em sẽ chỉ cho chị và chị phải tự làm thì chị mới biết được cái cách làm. Giờ xong rồi phải không? Giờ xong rồi, chị có phần thắc mắc hay hỏi gì không? Không. Giờ Bình chải sơ sơ cho chị cái đầu. Chị đi thẳng ra đấu mà chị đi thẳng ra đây. Sao vậy hả? Chải đầu em không có đem rồi chải đầu ở đây. Chết không? Thì chị ghé qua nhà em đi.
Ok, thì các bạn nhớ nha, ví dụ như các bạn nào mà muốn mua sản phẩm của Mặt Queen mà muốn mua online thì các bạn có thể gọi vào số hotline bây giờ là 0909 27 8000. Mua hàng handmade thì tất cả các sản phẩm trong công ty thì các bạn có thể vào website là kiduyenbeautystore.com hoặc là gọi vào số hotline như mình nói là 0909 27 8000, thì các bạn sẽ được 10% off cho Mặt Queen và 10% off cho tất cả các máy của Vanapp, và được tặng thêm mặt nạ vàng nữa. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Mai nha, chị Mai đã như là dám ngồi đây cho em làm model. đâu có gì mà ngại đâu. Mọi người một ngày thứ ba thật là vui ha. Thì mình sẽ hẹn gặp livestream tiếp trên những cái người thật việc thật như chị Mai đây, để cho mọi người ai cũng có thể làm đẹp hết, rất là dễ và sản phẩm rất là phù hợp và giá rất là phải chăng. Thì vì chị biết chị xài thủ dụ như Chanel, một cái cây son chị xài bao nhiêu? Một cái cây son Chanel 30 mấy đô. 30 mấy đô một cây, có nghĩa là tính ra cũng phải 700-800 ngàn một cây son. Nhưng mà cái cây son tất cả các cái hãng của em, ví dụ như Kenmax ở Nhật và Mặt Queen ở Hàn Quốc, thì cái cây son nó giá có khoảng chừng 300 mấy chục ngàn, một nửa giá thôi. Và xài cái chất lượng cũng như là những cái hàng khác. Màu thì nó cũng rất là nhiều sự lựa chọn. Loại cũng vậy, ví dụ như là không có quá lì, hay là son kem, son dưỡng, son dưỡng môi, tất cả những cái dòng son đều có ở Kenmax với lại Mặt Queen. Ok rồi, cảm ơn Hoài Vũ nha. Chị ơi cảm nghĩ đẹp không, sau khi anh Bình làm makeup nè, đẹp quá đẹp nha. Không chê được nha. Ok, chúc mọi người một ngày thứ ba thật là vui. Thì mình sẽ quay lại livestream tiếp ha. Nhớ, mọi người nhớ share thật là nhiều. Ok, thì từ đây tới thứ sáu cũng có thể làm thêm. Ok, chúc mọi người một ngày vui vẻ ha. Bye bye.